Dạ rồi, nhà vườn thân mời mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây bồ đề trắng hay còn gọi là cây lâm vồ nha. Cây này thì có cái hoành nè, hoành đế nha, hoành đế là 182. Rồi cái hoành thân chỗ đây nha, hoành thân chỗ đây đo được là 76. Cây cao lên đến ngọn là 115 nha, 115. Đây đế đẹp như thế nha, quá dữ luôn. Rồi nhà mình xem tham khảo luôn nha, đế rất là đẹp. Cây này thì nhà vườn giao lưu nhanh nha, 4.000k bao ship nha cả nhà, 4.000k bao ship cho cây lâm vồ này luôn. Đó, không có chậu nha, cây đế quá đẹp luôn, đế chữ A luôn nha, mót đầu luôn, rất là tuyệt vời. Nhà mình xem tham khảo luôn nha. Dạ rồi, nhà vườn thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây linh sam lũa thép rin luôn nha. Cây này cây khai thác rin nha cả nhà. Rồi cái hoành gốc, cái hoành thân ở chỗ này 29. Cây cao nha, cao thì mình đo tới đầu lũa đây đi cho nó dễ đi. Rồi 100. Rồi đang nằm cái chậu nuôi nha, cái chậu này chậu nuôi thôi nha cả nhà. Chậu nuôi là 110 nhân cho 66. Rồi cây này quý anh chị em cô chú mình ưng ý thì cứ inbox cho Sơn nha. Để số điện thoại Sơn có để trên bài luôn. Đó, hàng VIP nha. Rồi camera đi vào bên trong cái nữa là ok. Đó, đế đẹp lũa thép rin luôn. Rồi mình xem tham khảo luôn nha. Dạ rồi, nhà vườn thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây hải châu tông cao thiên nhiên nha. Cái này là chung liền bệ cả nhà. Một thân, hai thân, ba thân, bốn thân, năm thân. Đó, năm thân nha, cây form thiên nhiên. Đang có trái luôn nè, nó có chùm trái trên kia. Và hôm bữa giờ trái rất là nhiều nhưng mà chính là chim nó tới nó ăn hết thôi. Đó. Rồi tổng hoành của cái bệ đây nha. Rồi tổng hoành là 108. Tổng hoành 108 nha. Cây cao thì rồi cao 2,5 m nha, cao 2,5 m. Rồi đang nằm cái chậu, đang nằm cái chậu là 70. Rồi nhà mình xem tham khảo luôn nha, hữu duyên thì liên hệ với nhà vườn luôn. Đó, cây tông cao rất là đẹp, nhà mình xem tham khảo luôn nha. Dạ rồi, nhà vườn thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một cặp trắc nghệ nha. Đó, hai em nó giống như là yêu nhau vậy á. Rồi cây này thì hoành gốc là 42 nha, cây này hoành gốc 42, cây cao đến đầu thân chính nha, 180. Cây bên này thì cây bên này là hoành 48 nha, cây bên này hoành 48, cây bên này mã số 30, cây bên này mã số 31. Ở thì hai cây cũng cao ngang ngửa nhau nha, tầm 180. Ở thì quý anh chị em cô chú mình nếu mà ưng ý thì liên hệ với nhà vườn luôn nha. Cây lũa thép rất là đẹp. Đó, cái phần màu vàng là phần da sống nha, còn cái phần màu nâu là phần phần lũa nha. Đó, một cặp luôn nha cả nhà. Rồi, rất cảm ơn cả nhà. Rồi, giao lưu với cả nhà mình một cây dúi nha, hoàng anh mộc, cây khủng VIP nha cả nhà. Thân xoắn đẹp, cây sống khỏe nha. Nhà mình xem tham khảo luôn nha, hữu duyên thì liên hệ với nhà vườn luôn.